Bốn hòn đảo đang làm thế giới rượu vang dậy sóng. Phần 1. Hầu hết các hòn đảo thường là những địa điểm nghỉ dưỡng thơ mộng, đẹp như tranh vẽ. Nhiều nơi trong số đó có thể đã tràn ngập Instagram của bạn rất nhiều lần. Nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng các hòn đảo trên khắp thế giới cũng đang sản xuất một số loại rượu vang thú vị nhất hiện nay. Mặc dù mỗi vùng sản xuất rượu vang trên đảo có khí hậu, phong cách rượu và phong cách rượu vang khác nhau, nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Các hòn đảo thường có đất núi lửa, vì hầu hết chúng ban đầu được hình thành do hoạt động của núi lửa. Loại đất này, đặc biệt là phần cho núi lửa, có độ khoáng dồi dào và rất xốp. Loại thứ hai giữ khoáng chất và cho phép dây leo đào sâu trong đất. Điều này tạo ra những cây nho mạnh mẽ và mang đến những loại rượu vang hương vị đặc biệt hơn. Một số chuyên gia cũng nói rằng đất núi lửa làm tăng hương thơm của rượu vang. Hầu hết các hòn đảo thường không quá lớn, có nghĩa là rượu vang trên đảo thường được trồng gần các đường bờ biển. Những làn gió từ đại dương giúp làm khô độ ẩm nhằm ngăn ngừa các loại bệnh của cây nho và làm mát những vườn nho ở những khu vực có thể quá nóng để việc trồng nho trở nên chất lượng hơn. Có rất nhiều hòn đảo nổi tiếng như thế, nhưng hiện tại đang có 4 nơi làm dậy sóng toàn thế giới rượu vang. 1. Santorini. 2. Sicily. 3. Tasmania. 4. Corsica. Hãy tiếp tục theo dõi để theo chân Daily Wine đến thăm thú từng hòn đảo rượu. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.